Suốt nhiều ngày nay, hai hiệp hội diễn viên biên kịch Mỹ đình công đòi bỏ việc ở Hollywood. Cuộc đình công chưa từng có trong lịch sử, làm tê liệt ngành công nghiệp giải trí Hollywood. Đã gần 3 tháng rưỡi, 4 tháng không hoạt động rồi. Hệ lụy từ cuộc đình công cũng ảnh hưởng đến kế sinh nhai của không ít người, mà điển hình là các nhà tạo mẫu tóc, chuyên gia trang điểm, bỗng trở thành thất nghiệp, không có nguồn thu nhập. Số tiền các công ty sản xuất kiếm được chỉ trong một đêm, đủ để nuôi tất cả những người đang biểu tình ở đây trong suốt nhiều năm. Đâu là nguyên nhân gây nên cuộc đình công kéo dài hơn 100 ngày qua? Hollywood đình công. Vâng, bây giờ sẽ là câu chuyện quốc tế từ biên tập viên Kim Huệ. Xin chào chị. Theo tôi được biết thì từ năm 1960 đến nay, cả hai hiệp hội là biên kịch và diễn viên của nước Mỹ mới cùng đình công một lúc. Và lần này thì họ có chung một đối thủ, đó là Liên minh các nhà sản xuất điện ảnh và truyền hình. Dạ vâng, quả thực là phải rất lâu rồi hai nhóm này mới cùng hợp lực để cùng đấu tranh cho một mục tiêu hết sức xác đáng. Đó là vấn đề về thù lao và điều kiện làm việc trong thời đại mà dịch vụ phát trực tuyến hay còn gọi là streaming lên ngôi, trong khi nguồn thu của truyền hình lại giảm sút. Khi những gương mặt nổi tiếng ở Hollywood cũng xuất hiện trong đám đông đình công, đó là vì họ cũng tin tưởng rằng Hiệp hội diễn viên và biên kịch Mỹ cần một hợp đồng làm việc công bằng hơn. Công bằng hơn theo họ đó là không được trả thù lao thấp, giảm số người làm, giảm tiền trả cho việc tái sử dụng sản phẩm và giải quyết một số các tồn tại khác nữa, đặc biệt là phải quản lý chặt việc sử dụng trí tuệ nhân tạo AI. Số tiền các công ty sản xuất kiếm được chỉ trong một đêm đủ để nuôi tất cả những người đang biểu tình ở đây trong suốt nhiều năm. Họ kiếm được nhiều tiền kinh khủng. Lòng tham của họ thật ghê sợ. Hai lực lượng tạo nên sự thành công của Hollywood nhờ khả năng sáng tạo, nay trở nên lo ngại AI sẽ sáng tạo thay họ. Rồi sẽ đến một tương lai mà AI chắc chắn là một mối đe dọa. Chúng ta sẽ thấy số người này giảm từ 40 xuống 10, xuống 2, có khi chẳng còn ai nữa. Toàn bộ sẽ là đồ họa máy tính, hay bất cứ cái gì mà AI tạo nên. Ngày nào cũng có tin mới về AI, không có nghi ngờ gì là những thứ đó sẽ tiếp tục phát triển. Ngay bây giờ, một số thành viên của chúng tôi đã gọi chúng là những cỗ máy đạo văn. Chúng không thể có chỗ trong ngành biên kịch. AI có thể là mối đe dọa chưa thực sự tới, nhưng các dịch vụ phát trực tuyến streaming thì đang gây đau đầu hàng ngày cho các biên kịch diễn viên rồi. Tôi phải nói rằng khi bạn nhìn thấy các diễn viên kêu ca, thì bạn hay nghĩ rằng đó chỉ là những ngôi sao đang đòi thêm tiền, nhưng không phải đâu. Hầu hết mọi người không nhận thấy rằng chỉ 13% trong số chúng tôi kiếm đủ tiền để mua bảo hiểm. Các ngôi sao chỉ chiếm 0,02% trong số chúng tôi thôi. Vâng, Hiệp hội Biên kịch Mỹ yêu cầu phải được tăng thù lao tối thiểu ở mọi hình thức phân phối sản phẩm, tăng tiền trả cho việc tái sử dụng sản phẩm, tăng thù lao biên kịch các bộ phim truyền hình từ tiền kỳ cho đến hậu kỳ, hay là tăng tỷ lệ đóng góp vào quỹ tiền hưu và bảo hiểm y tế, nâng tiêu chuẩn nghề nghiệp và các biện pháp bảo vệ biên kịch. Hiệp hội diễn viên Mỹ thì cũng có nhiều yêu cầu tương tự. Và cuộc đình công của các biên kịch của Mỹ đã bước sang ngày thứ 107. Và Hiệp hội diễn viên Mỹ thì bắt đầu đình công từ ngày 14 tháng 7, tức là đã được 34 ngày, hơn một tháng rồi. Và các cuộc đình công này thì vẫn chưa thấy hồi kết. Hệ lụy thì đã thấy rõ ràng là ảnh hưởng đến kế sinh nhai của không ít người, dừng việc sản xuất của một số chương trình truyền hình, các bộ phim và các dịch vụ phụ trợ nữa. Lễ trao giải Emmy lần thứ 75 cũng là một trong số những sự kiện bị ảnh hưởng bởi cuộc đình công. Ban đầu, lễ trao giải dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 9 năm 2023, nhưng buộc phải rời sang ngày 15 tháng 1 năm 2024 bởi các cuộc đình công kép khiến cho các diễn viên và biên kịch không thể thực hiện các cuộc phỏng vấn, các chương trình quảng cáo. Thậm chí, những người làm các công việc hậu cần như chuyên gia về trang phục, tóc, trang điểm và móng tay cho biết họ sợ mất nhà cửa và các gói bảo hiểm y tế. Trong cửa hàng giặt khô của mình gần hãng phim Warner Bros. Và Disney, ông Tom Malian tuyệt vọng nhìn băng truyền hầu như không còn chiếc áo sơ mi nào, áo khoác và quần vốn của các nhân viên hai đoàn làm phim sử dụng dịch vụ ở đây như trước cuộc đình công. Cuộc đình công đã dọn sạch các văn phòng và cơ sở xung quanh Burbank, ngoại ô Los Angeles. 70% công việc kinh doanh của tôi đến từ các hãng phim. Tại thời điểm này, chúng tôi đang gặp khó khăn và tôi hy vọng họ sẽ ngồi vào bàn đàm phán và cùng tìm được tiếng nói chung. Công việc kinh doanh và nhân viên của tôi đang lâm vào khó khăn và không dễ để thu hút nhân viên trở lại khi họ đã bỏ việc. Trong những ngày này, ông Malian đã rút ngắn thời gian mở cửa, cắt giảm chi phí nhân sự, nhưng vẫn không đủ để duy trì hoạt động của cửa hàng. Như bạn thấy ngay bây giờ, chúng tôi không làm việc.
đã gần 3 tháng rưỡi, 4 tháng không hoạt động rồi. Và vấn đề là tất cả nhân viên họ không làm việc nữa. Mỗi người có khoảng 4 hoặc 5 người trong mỗi gia đình phải nuôi. Tôi từng có 60 đến 70 nhân viên. Giờ thì họ chỉ có thể ngồi ở nhà. Mọi người đều đau khổ vì cuộc đình công này. Hệ quả đối với các ngành nghề kéo theo còn nghiêm trọng hơn khi những vấn đề này xảy ra cùng lúc các doanh nghiệp đang nỗ lực ổn định lại cuộc sống sau vài năm chịu tác động vì đại dịch COVID-19. Nhưng ngay cả khi các hãng phim và các nền tảng phát trực tuyến sớm đạt được thỏa thuận với Hiệp hội Biên kịch Mỹ và Hiệp hội Diễn viên Mỹ, thì cũng sẽ cần thời gian để quy trình sản xuất quay trở lại bình thường. Để tìm tiếng nói chung thì Liên minh các nhà sản xuất phim đề nghị họp với Hiệp hội Biên kịch Hollywood nhằm đưa ra những giải pháp để giải quyết vấn đề ở thời điểm hiện tại. Phía biên kịch thì vẫn chưa trả lời và dự định sẽ phản hồi vào ngày mai, ngày 18 tháng 8. Cụ thể thì Liên minh các nhà sản xuất phim đã đưa ra nhiều đề xuất liên quan tới những vấn đề chính mà các biên kịch đưa ra. Trong đó các hãng phim đã đưa ra phương án đáp ứng nhu cầu của Hiệp hội Biên kịch Hollywood về số lượng nhân viên truyền hình tối thiểu. Đề xuất mới được cho là sẽ trao cho những người tổ chức dự án quyền hạn đáng kể để thiết lập quy mô nhân viên, bổ sung ngân sách cho chương trình và các dự án phim. Và các hãng phim thì cam kết rằng trí tuệ nhân tạo AI sẽ không được coi là biên kịch theo hợp đồng. Tuy nhiên, Hiệp hội Biên kịch đang tìm kiếm sự bảo đảm rằng AI không được sử dụng để cắt giảm tiền lương và tín dụng của các nhân viên. Sau đề xuất mới thì một số biên kịch bày tỏ sự lạc quan về tiến trình đàm phán, hy vọng có thể đạt được thỏa thuận công bằng và có lợi cho các nhà biên kịch nhằm sớm trở lại với công việc, kết thúc cuộc đình công kéo dài. Và trong lúc này thì Hiệp hội Đạo diễn Mỹ lại vừa đạt được thỏa thuận lao động mới với chính Liên minh các nhà sản xuất điện ảnh và truyền hình. Thỏa thuận này thì bao gồm những gì mà các biên kịch hay là diễn viên đang đòi hỏi, đó là tăng lương, tăng tiền trả cho việc phát lại các sản phẩm trên các nền tảng phát trực tuyến toàn cầu, đảm bảo an toàn và quyền sáng tạo, loại AI tạo sinh ra khỏi các công việc mà các đạo diễn có thể làm. Còn cuộc đình công của các biên kịch, diễn viên thì chưa ai thấy được lúc nào là hồi kết. Có thông tin cho hay là chiến lược của các liên minh, các nhà sản xuất điện ảnh và truyền hình là cố thủ cho đến khi những người đình công này hết tiền, buộc phải trở lại làm việc.